Em xin chào các bác nhé. Trong video này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Đa phần thì em sẽ dùng Zalo. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên. Các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em: thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác là có gì thì qua vườn của em xem cây. Vườn của em thì ngay bên kia địa phận huyện Đông Anh thôi, cũng rất là dễ tìm. Hôm nay thì em vẫn có các mặt hàng địa lan và lan hài như mọi khi. Các bác nào có gì thì xem sản phẩm nào phù hợp thì mua của em. Em sẽ đi vào giới thiệu địa lan trước các bác nhé. Địa lan kiếm lá giáo hoa xanh. Dòng kiếm na giáo này thì nó ra hoa vào dịp Tết các bác ạ. Và hoa nó màu xanh, hoa rất là thơm, hoa lâu tàn các bác nhé. Chơi thì được hơn một tháng cơ. Đây. Dòng kiếm na giáo hoa xanh này em đã thuần ổn định rồi. Cây phát triển rất là ổn định rồi. Đây. Đâm mầm, đâm rễ ổn này em sẽ đóng cả cái chậu này gửi cho các bác về. Các bác chỉ việc tưới tắm thôi, không phải làm gì cả. Cũng không cần phải sang chậu đâu các bác nhé. Đây. Kiếm na giáo này một năm nó đẻ chỉ một hai nhánh thôi. Đây. Những cái thân củ như này, dòng này dòng hoa xanh các bác nhé. Em bán với giá là 150.000 một chậu. Em đóng cả chậu gửi các bác. Dòng kiếm lá giáo hoa xanh này. Đóng cả chậu gửi các bác nhé. 150.000 một chậu. Địa lan tứ thời rừng lá nhỏ các bác nhé. Dòng tứ thời rừng lá nhỏ này thì cũng sắp đến mùa hoa rồi. Đến mùa thu là mắt trời một chút là cây nó sẽ ra hoa thôi nhé. Cây thì em đã thuần ổn định rồi. Đấy. Cây đã thuần ổn định rồi các bác nhé. Rễ riếc bám rất là chắc rồi. Đây. Một chậu này thì giá là 150 các bác nhé. Em đóng cả chậu gửi các bác. 150 tứ thời rừng lá nhỏ này. Hoa rất là thơm luôn nhé. Hoa mùa dòng thu rất là thơm này. Caran hoa xanh này em bán 200.000 một chậu như này, đóng một chậu gửi các bác này. Caran hoa xanh. Đây là một cây kiếm bích thủy hoa xanh các bác ạ. Đây. Bây giờ trồng gây giống lại này. Kiếm bích thủy hoa xanh này. Đây là địa lan kiếm phi tâm này. 150 chậu này các bác nhé. À 250 chậu này, đóng vào chậu gửi. Địa lan kiếm phi tâm. Đây là địa lan KiwiBN 150.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Đây. Địa lan KiwiBN 150.000 một chậu, hàng thuần rồi, đóng vào chậu gửi các bác nhé. Địa lan La Lulum Hà Giang. Cây La Lulum này thì em để giá 100.000, đóng vào chậu gửi. Đây. La Lulum Hà Giang. Cái này đến mùa là lụi ấy, xong nó lại lên. Hạ lan yên tử này, hoa xanh mùi hương chanh rất là thơm, ra hoa từ mùa hè đến mùa thu các bác nhé. 160.000 một chậu, em đóng là chậu gửi các bác. Hạ lan yên tử. Hạc đỉnh nâu, chậu này em bán với giá 90.000, đóng là chậu gửi các bác này. Hạc đỉnh nâu nó rất là dễ trồng thôi. Đây là cái ngồng hoa của nó ra Tết vừa rồi, cái hàng này chuẩn Tết luôn. Còn các bác lấy chậu to hơn thì em để với giá là 230 các bác nhé, đóng là chậu gửi. 230 em trồng bằng đất rồi. Cây nó đang lên rất là tốt, hàng đỉnh nâu hoa Tết. 230 chậu to này. Tóc tiên hoa Tết là 200.000 một chậu, em đóng ở chậu gửi các bác nhé. Tóc tiên hoa Tết. Tam bảo sắc trắng tím Điện Biên này, 150.000 một chậu, đóng ở chậu gửi này. Hàng thuần rồi các bác nhé. Rơi khoảng 2 đến 3 đến 4 thân, hai thân thì hai thân to. Còn lại là những cái chậu mà cây 3 4 thân cũng rất là đẹp. Em thuần rồi, về các bác chỉ việc tưới thôi, không phải làm gì cả. Hải cốc si thực ra cũng không cần trồng lắm đâu, đâu là rang ra hoa này các bác này. Hải cốc si ra hoa dễ lắm, dễ cho hoa. Cây chỉ việc để chỗ nào nó thoáng một chút thôi là nó sẽ đâm ra rễ hết này. Đâm ra rễ một cây nó cũng chưa cần trồng ngay vội. Cốc si. Cái này em để em trồng vào chậu cho nó đẹp xong em bán cho các bác. Chứ còn trồng theo kiểu bán theo kiểu kg thì nó cũng trả được mấy đồng rồi. Địa lan Caran hoa xanh những chậu to này thì em để cái giá là 500.000 các bác nhé, giá 400.000 giá của chậu.
500.000 cả chỗ xứ rồi, em sẽ ship xe khách cho các bác, hoặc là bác nào gần thì em chở đến cho. Tứ thời đại kiều cổ đây, đại kiều cổ đây thì 1.800.000 chỗ này nhé, 300.000 một thân, 6 thân 1.800.000 đại kiều cổ. Bạch ngọc tố tâm 500.000 chỗ này, 3 thân 3 mầm to các bác nhé. Còn bạch ngọc chân hương chỗ này 400 này, 4 thân, 6 thân, 6 thân các bác nhé, bạch ngọc chân hương 6 thân, cây lá rất là đẹp này. Em chăm nó ít bị đốm lắm, nó đốm là thường là những cái hàng em mới nhập về thôi, chứ còn vườn của em bắt đầu em trồng thì tình trạng đốm nó sẽ hạn chế, tại vì em cũng tạo cho môi trường của nó phát triển rất tốt, cũng trong chế độ chăm sóc rồi là phân thuốc nó đặc trị hơn một chút này. Do vậy cái đốm nó sẽ dần dần nó sẽ biến mất với những cái lá non mới lên các bác nhé. Đây là cây Xuân Hè Sơn La này thì là 480 cả chậu này, giá nhổ chậu là 380 các bác nhé. Xuân Hè Sơn La. Địa lan Hoàng Kim Bảo. Địa lan Hoàng Kim Bảo thì là 500.000 600.000 cả chậu này các bác nhé, chục thân này. Trần Mộng thì chậu này là 1.200.000 này, 5 thân này, đang có mầm. 1.200.000. Tiểu Ngọc Yên Tử 8 triệu chỗ này, 4 thân 8 triệu. Tiểu Ngọc Yên Tử lá lên to rất đẹp, chăm rất tốt luôn nhé. Đây là Ngân Biên này, chỗ này là 2 thân 1 mầm là 200.000 thôi nhé. Tiểu Kiều chỗ này 180 này, về các bác làm giống chơi hoa. Tiểu Kiều rất dễ trồng. Đồng Lan chỗ này 200.000 các bác nhé, đóng ở chậu gửi. Đồng Lan Hồng Thần Hà các bác nhé, Hồng Thần Hà chỗ này 1.200.000, chỗ này 900, 4 thân 900, 5 thân 1.200.000. Thân nhỏ không tính, nó đang lên mầm này đây. Đuôi mầm rất là to luôn này. Cái thân này em không tính này, tính những cái thân mầm to này này đây. Đến mùa thu thôi là tạo búi rồi, tạo búi rất đẹp rồi. Em thích cái cây này thì vì cái bộ lá của nó có những cái sọc như này, và hoa cánh sen rất là thơm và đẹp, ra hoa dịp Tết các bác nhé. Xuân Lan Sen Xanh ra hoa Tết, hoa cánh sen màu xanh này, chỗ này 250.000 này. Thiên Thảo Tuyết Sơn là 300 này. Đại Kiều Tàu Lá Kẻ 250.000 này, 3 thân 1 mầm này. Đại Kiều Tàu Lá Kẻ. Địa Lan Tiệp Quốc Linh chỗ này 600 này, 3 thân 2 mầm này. Chậu Xuân Hè Sơn La này thì em để với giá 250.000 các bác nhé, em đóng cái chậu gửi các bác. Đây. Xuân Hè Sơn La. Xích Ngọc Lai Bạc Lan này 450.000 một chậu này, 5 đến 6 thân gộp vào là 3 thân này. Những thân nhỏ thì em tính gộp này. Xích Ngọc Lai Bạc Lan. Chun Lan Rừng Hà Giang 250.000 một chậu, nóng chậu gửi các bác nhé. Đây những chậu em thuần rất là đẹp này, 250.000 một chậu. Chun Lan Rừng Hà Giang thì nó rất là dễ sống. Chun Hoa Xanh 1.200.000 chậu này các bác nhé. Lan Hoa Trắng 150.000 một chậu, đóng chậu gửi. Tứ Thời Rừng Lá To 150.000 một chậu. Tứ Thời Rừng Lá To 150.000 một chậu, nhổ chậu gửi cây. Mạc Thu 100.000 một chậu, nhổ chậu gửi cây. Tiểu Hồ Điệp Rừng Ghép Dớn 250.000 một bảng dớn, đóng cả bảng dớn gửi này. Hoàng Thảo Nghệ Tâm là 200.000 một chậu, 200.000 một bảng dớn, đóng cả bảng dớn gửi. Còn đây là cây Hoàng Thảo Hương Vali 380 khúc Hương Vali to này các bác nhé. Khúc Tam Bảo Sắc này thì là 250.000 này, Trắng Tín Điện Biên này. Còn đây là Xích Ngọc này, Xích Ngọc Thường này 450.000 chậu to đùng này các bác nhé, đường kính rất là to đấy. Sơn Thủy Tiên 200.000 một bảng một chậu, đóng ở chậu gửi. Giáng Hương Rẻ Quạt, Giáng Hương Rẻ Quạt thì 250.000 một chậu, hàng thuần như này, đóng ở chậu gửi các bác nhé. Giáng Hương Rẻ Quạt. Châu Hồng Cánh Sen 7 cặp lá 230 nhé, đóng ở chậu gửi này. Cái lá lon của châu trồn hay là cáo bao giờ nó cũng bị ngoặt nhưng một chút, sau này nó lên nó cứng rồi thì nó lá sẽ đanh lại các bác nhé. Hoàng Yến Tím 180 một chậu, đóng ở chậu gửi.
Khúc cáo to này thì 1,5 triệu này, ghép thuần gỗ sẵn rồi. Em sang phần lan hài các bác nhé. Hài thì em có hài dâu xanh này 50.000 một phần, phần 3 chậu như này nhổ chậu gửi cây. Hài táo hàng thuần 50.000 một chậu, đóng ở chậu gửi, hàng nhổ chậu 50.000 ba cây nhổ chậu gửi cây. Hài hồng 100.000 một chậu một cây, đóng ở chậu gửi. Hài mốc hồng 50.000 một chậu, hàng thuần rồi, giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi cây. Hài Helen này 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi. Hài gấm 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi cây. Còn hàng thuần hài gấm là 50.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Hài Henry 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi cây. Hài Coxie hàng thuần 50.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Còn hàng nhổ cây thì 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi cây. Hài Sucky 40.000 một cây nhổ chậu gửi. Còn hàng thuần là 100.000 một chậu một cây như này, đóng ở chậu gửi này. Sukakuli hàng thuần 150.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Nhổ chậu là 80.000, nhổ chậu gửi một cây. Vệ Lữ 50.000 5 chậu nhổ chậu gửi cây. Kim Tây Nguyên hàng thuần là 100.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Hàng nhổ chậu là 50.000 2 chậu như này nhổ chậu gửi này. Hải Giáp 50.000 một chậu, đóng ở chậu gửi hàng thuần rồi. Còn hàng nhổ chậu là 50.000 5 chậu nhổ chậu gửi. Hải Hetman chậu nhỏ như này là 90.000, chậu to hơn cây to hơn như này là 150.000. Em đóng ở chậu gửi các bác. Hải Hương thì 50.000 một chậu. Một cây như này đóng ở chậu gửi. Hải Vân Bắc, những cây to này là giá 280 các bác nhé. Còn những cây như này là giá 180 này. À, xin lỗi các bác là giá 200 này, cây này cũng to. Hải Trần Liên, những chậu này là giá 100.000 đóng ở chậu gửi. Hải Cảnh 60.000 một cây đóng ở chậu gửi. Hải Râu Pháp 500.000 một chậu. Một chậu hai thân một mầm như này, 500.000 đóng ở chậu gửi. Thanh Thiên Quỳ, thanh quỳ xanh làm thuốc, chuẩn bị mùa rụng lá rồi. 80.000 một chậu các bác nhé. Thanh Thiên Quỳ màu nâu xám này 80.000 một chậu này. Thanh Thiên Quỳ lá lăng lổ này 80.000 một chậu, đóng ở chậu gửi này. Hài Trần Liên thì cũng 50.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Hôm nay em có từng đấy phần lan, các bác có gì ủng hộ em nhé. Em chân thành cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.